thưa quý khán giả, góc phản ánh thứ bảy tuần này sẽ là vấn đề rạp cưới lớn chiếm lòng lề đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thời điểm cuối năm cũng là mùa cưới bắt đầu, để tổ chức lễ cưới, tiệc tất niên thì nhiều gia đình đã dựng rạp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Tình trạng này vừa gây khó khăn cho người đi đường, vừa tiềm ẩn tai nạn giao thông. Không khó để thấy các rạp dựng như thế này. Từ đô thị đến vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Có rạp lấn chiếm lề đường, thậm chí chiếm gần trọn lòng đường, khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Đường bị chiếm dụng, buộc người tham gia giao thông phải lấn sang phần đường của hướng lưu thông ngược lại. Gặp đường nhỏ hẹp hoặc chạy xuyên qua giữa rạp hoặc phải tìm hướng đi khác. Tây Ninh cũng có nhiều trung tâm dành để tổ chức tiệc cưới, thế nhưng đã có không ít gia đình vì tiện lợi và tiết kiệm chi phí nên quyết định dựng rạp trên vỉa hè trước cửa nhà, thậm chí lấn chiếm ra lòng đường như thế này. Nói chung là bây giờ chẳng hạn như là những cái người người ta có cái những cái đám cưới người ta dựng ở ngoài đường, nói chung là bà con nó phải có ý thức tí, chẳng hạn như là dựng ngày hôm trước một ngày thôi, rồi sau ngày tổ chức á, thì người ta phải dẹp ngay đi, thì đấy nó cũng là một cái tốt để đảm bảo giao thông. Chứ còn không thì bây giờ cứ bày bừa đó đó thì như vậy là cuối cùng như vậy là cản trở giao thông, để đâm ra nếu mà cái người người ta lưu thông ấy, người ta nói một tiếng thì nhiều khi ông chủ nhà ông lại cự đó, cho nên là nó cũng mất lòng. Cho nên là nói chung là mọi cái như vậy là mỗi con người phải có cái ý thức tí, thì cái người làm cũng có ý thức tí thì nó đỡ đi cho bà con như vậy. Việc dựng rạp giữa đường không chỉ ảnh hưởng phương tiện đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do đó, thực tế đòi hỏi cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường phổ biến pháp luật, có biện pháp không để tình trạng ngăn đường làm đám cưới, tổ chức sự kiện gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến các hoạt động chung của xã hội cũng như ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.